thì mình đã cắt nhỏ ra, thì mình ngâm chua với giấm đường nha cả nhà. Sen này mình rửa sạch bào mỏng xong mình dắt thiệt là khô nha cả nhà. Thịt tôm thì mình luộc xong mình xắt mỏng ra. Cái này mình cũng dắt luôn ha cả nhà ha. Cái clip này mình quay hơi kỹ xíu nha, tại vì nó nhiều công đoạn nó làm hơi ấy. Okay. Chanh, nước mắm, đường, bột ngọt. Ok, bây giờ mình trộn nha. Mình nêm theo cái khẩu vị của nhà mình nha cả nhà. Được rồi cả nhà, chua mặn ngọt vừa đủ ha. Hello cả nhà, hôm nay mình có món gỏi ngói sen cả nhà ơi. Bên đây thì heo quay với lại bánh hỏi ha. Cái gỏi ngói sen này thì mình làm, cái bánh hỏi này thì mình mua tươi về rồi mình hấp, còn cái thịt này thì mình mua nha cả nhà. Gỏi ngói sen thì mình ăn với bánh tráng đe ha. Mà cả nhà cũng ăn với mình nha, để mình ăn thử coi nó như thế nào ha. Mình sẽ ăn với bánh tráng. Bánh tráng gòn giòn ghê ha cả nhà ha. Cái bánh tráng này nè, nó chưa có nướng, mình mua là nó vô bịch nó chưa có nướng, do đó mình mua về thì mình bỏ vô microwave mình nhấn 1 phút thì nó sẽ vàng như thế này.
Cái gỏi này nè cả nhà, ăn thì nó rất là ngon, nhưng mà lúc làm thì hơi cực. Cực cái câu mà lúc mà mình sắc nhỏ 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 đó, từng chút một chút, dưa leo, cà rốt đó, mình sắc một chút, sau đó mình ngâm với giấm đường khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ cho nó chua chua, ngọt ngọt. Còn cái ngó sen thì mình phải bào, mình bào đi, rồi sau đó mình xả nước cho sạch, rồi mình mới dắt cho khô đó. Sau đó mọi thứ xong xuôi hết rồi thì mình mới trộn lên. Nó chỉ cực cái lúc mà mình sắc nhỏ 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 thôi, nhưng mà ăn lại ngon. Nó ngon nhất là cái ngó sen á cả nhà, nó giòn 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 giòn. Nhà mình không có tôm nhỏ nhỏ cho nên mình lấy mình nhà mình trong tủ lạnh mình chỉ có tôm to to này thôi, cho nên mình lấy tôm to to, chứ đúng là cái này là tôm hơi nhỏ nhỏ cả nhà, nó ngon hơn.
hai cái món này mà ăn kèm với nhau đó, nó ngon ghê gớm cả nhà. Cái này nó thơm, nó giòn. Thôi mình ăn kèm với nó, lúc trước mình không có ăn với cái này, mình ăn với bánh phồng tôm. Nhưng giờ mình ăn cái này mình thấy nó ngon hơn nè. Giòn giòn mà thơm mè ha, cái bánh này nó đã ngon sẵn rồi, không có mình ăn thêm cái này nữa. Ok, cả nhà mình xin dừng cái video tại đây. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Thì mình cũng xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Nếu thấy thích thì nhấn ủng hộ cho mình nha. So bye bye.